Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cơ sở của đài phát thanh Trường Hà Giang. Trong bản tin hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý diễn ra trên địa bàn các huyện thành phố trong tỉnh. Vừa qua, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị huyện Bắc Mê đã có buổi tiếp xúc cử tri tại thôn Cao Sơn, xã Yên Cường, huyện Bắc Mê để thông báo kết quả kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2011-2016. Tại kỳ họp đã thảo luận và thông qua 21 nghị quyết trong đó có các nghị quyết quan trọng là nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2015, quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, nghị quyết thông qua bảng giá các loại đất giai đoạn 2015-2019, quy định mức chi thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, quy định việc tặng huy hiệu vì sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang trên tinh thần dân chủ cử tri thôn Cao Sơn, xã Yên Cường đã có nhiều ý kiến kiến nghị đề nghị nhà nước đầu tư xây dựng điểm trường, nhà văn hóa thôn, kéo điện lưới quốc gia cho 32 hộ trong thôn hiện chưa có điện, có cơ chế hỗ trợ phát triển đông lông nghiệp như phát triển trồng cây sơn, cây quế, sửa chữa nâng cấp canh mương, thủy lợi, hỗ trợ thúc nổ mở đường giao thông liên thôn, hỗ trợ xi măng làm đường bê tông nội thôn, xây dựng nông thôn mới. Xem xét việc cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh, đề nghị chi nhánh điện niêm yết giá xây điện trước khi kéo điện cho dân, có cơ chế chính sách đào tạo nghề phù hợp cho lao động nông thôn, nâng cao chất lượng việc khám, điều trị bệnh cho nhân dân tại bệnh viện huyện. Tại buổi tiếp xúc, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị lãnh đạo huyện Bắc Mê, xã Yên Cường trả lời làm rõ các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền cấp huyện, xã. Các ý kiến không thuộc thẩm quyền sẽ được tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu trình lên kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh sắp tới. Vừa qua, tổ đại biểu số 2 Hội đồng nhân dân huyện Quang Bình do ông Triệu Tài Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm trưởng đoàn, đã đến tiếp xúc cử tri tại tổ 4 thị trấn Yên Bình, tham dự buổi tiếp xúc của lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Yên Bình cùng đông đảo cử tri của tổ 4. Tại buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã thông báo với cử tri kết quả kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện lần thứ 12, khóa 2, nhiệm kỳ 2011-2016 trên tinh thần dân chủ thẳng thắn các cử tri đã bày tỏ tâm tư nguyện vọng và những đề xuất kiến nghị mong muốn thông qua các đại biểu hội đồng nhân dân phản ánh tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết trong đó các ý kiến kiến nghị tập trung vào các vấn đề phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới như đề nghị cấp trên đầu tư vốn sửa chữa nâng cấp nạo vét các công trình giao thông thủy lợi thông qua tổ hợp tác xã thủy lợi hỗ trợ xi măng làm đường tại trung tâm tổ bốn và đường từ trụ sở thôn ra trung tâm huyện tăng cường quản lý giống phân bón vật tư nông nghiệp giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường đề nghị có cơ chế chế độ hỗ trợ động viên khuyến khích cho những người tham gia vào các tổ chức hội tại cơ sở một số cử tri có ý kiến liên quan đến vấn đề bảo vệ rừng đầu nguồn các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Quang Bình và Thị trấn Yên Bình đã tiếp thu và trả lời thỏa đáng các ý kiến của cử tri ngay tại buổi tiếp xúc, đồng thời tiếp thu và hứa sẽ phản ánh kịp thời tới các ngành chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, ngày 9 tháng 2, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Mèo Vạc Thảo Mỹ Xính đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà tại xã Niêm Tòng, Niêm Sơn và các ban đảng huyện ủy, Tại những nơi đến thăm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các địa phương, đơn vị đã đạt được, đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền các xã tiếp tục phát huy những kết quả đạt được. Đặc biệt trong dịp Tết này, cần phải có những phương án đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng đốt pháo tự do, chú ý chăm lo cho các gia đình nghèo, gia đình chính sách, đảm bảo 100% các hộ đều có Tết. Trong dịp Tết nguyên đán, các xã, các đơn vị cần phân công cụ thể lịch trực Tết, kịp thời nắm bắt thông tin diễn ra trên địa bàn, chú ý công tác phòng chống cháy rừng, không để những việc đáng tiếc xảy ra. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Thảo Mỹ Xính đã tặng quà của huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cho các xã và các ban đảng huyện ủy, tặng quà chính sách cho hai hộ Vư Cá Dính và Pao Y Trai của xã Niêm Tòng, đồng thời trao 20 xuất quà cho các hộ nghèo của hai xã Niêm Tòng và Niêm Sơn. Cũng trong dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc Sùng Mỹ Thề đã đến thăm và chúc Tết các xã Tả Lùng, tùng trà và Lũng Trinh. Sau khi nghe lãnh đạo ba xã báo cáo kết quả đạt được trong năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2015, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mong Muốn, cấp ủy chính quyền các địa phương cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo công tác an ninh trật tự trong dịp Tết, chăm lo Tết cho người dân, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, chúc cán bộ nhân dân các xã đón Tết vui tươi, đầm ấm. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo huyện Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc Sùng Mỹ Thề đã tặng quà của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện cho ba xã và tặng các phần quà cho các gia đình chính sách của ba xã Tản Lùng, Sùng Trà và Lũng Trinh. Nằm trong chương trình thăm chúc Tết và tặng quà các đối tượng gia đình chính sách hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 của các đồng chí lãnh đạo huyện Quản Bạ, Ngày 9 tháng 2, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lệnh Thế Hội đã đến thăm trước Tết và tặng quà đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo tại xã Cán Tỷ. Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã ân cần thăm hỏi trước Tết và tặng quà đối tượng bảo trợ xã hội là cụ Giàng Thị Phua, 93 tuổi, tại thôn Đầu Cầu 1. Anh Hạng Dũng Phừ, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Đầu Cầu 2, xã Cán Tỷ. Chúc các gia đình vui Tết đón xuân theo đúng truyền thống dân tộc đối với những hộ nghèo ở xã Cán Tỷ cần nỗ lực hơn trong lao động sản xuất tăng thu nhập cho gia đình nâng cao đời sống. Đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền xã cần chỉ đạo sâu sát hơn phong trào xây dựng nông thôn mới nhất là chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp phát huy lợi thế của địa phương nâng cao thu nhập cho nhân dân. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Quản Bạ lệnh Thế Hội cũng yêu cầu xã đẩy mạnh việc chăm lo Tết cho người nghèo nhất là việc xã hội hóa chăm lo Tết cho các gia đình thuộc đối tượng cận nghèo. phát huy truyền thống nhân ái, đạo lý thương người như thể thương thân, uống nước nhớ nguồn. Vừa qua, Ủy ban nhân dân thị trấn Việt Quang huyện Bắc Quang phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đài Truyền thanh Truyền hình, Bệnh viện Đa khoa khu vực và Câu lạc bộ Thiện tâm tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ giúp đỡ người đặc biệt khó khăn năm 2015. Đến dự lễ phát động có các đồng chí Trần Văn Hòa, Bí thư huyện ủy, Hoàng Quang Phùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Tại lễ phát động, lãnh đạo thị trấn Việt Quang đã ra lời kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhân dân đóng trên địa bàn thị trấn hãy tích cực hưởng ứng, đóng góp ủng hộ một phần nào kinh phí, giúp đỡ về hiện vật để hộ nghèo và những người đặc biệt khó khăn có điều kiện đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm, giúp họ có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Ngay sau lời kêu gọi, Buổi lễ đã nhận được sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn huyện Bắc Quang với số tiền quyên góp là 41 triệu đồng và 630 kg gạo. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình Nguyễn Minh Thành cùng lãnh đạo một số ngành của huyện đã đến thăm và trao quà hỗ trợ cho gia đình anh Tần Văn Thắng, thôn Hạ Sơn, xã Vĩ Thượng do bị hỏa hoạn. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 8 tháng 2 tại nhà anh Tần Văn Thắng, thôn Hạ Sơn, xã Vĩ Thượng, đã làm ông Vàng A Ngò, 75 tuổi, tử vong và cháu Tần Thị Óng, 4 tuổi, bị bỏng. Nguyên nhân ban đầu được cơ quan điều tra nhận định là do chập điện cháy. Vào thời gian đó, do sơ suất không để ý, gia đình đều ở ngoài đồng. Ngọn lửa bắt lên nhanh chóng gây thiệt hại cháy ngôi nhà sàn Ba Gian cùng nhiều vật dụng khác lúc này trong nhà có ông ngò và cháu gái do bị mù nên khi đám cháy xảy ra ông ngò đã không thoát ra được cháu gái ông ngò bị tàn tật từ nhỏ nhưng may mắn hàng xóm khi thấy lửa bốc lên cao đã kịp thời cứu giúp và đưa cháu bé ra ngoài, cứu chữa cho cháu. Hiện cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường và tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy. Thay mặt lãnh đạo huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quang Bình Nguyễn Minh Thành đã tới động viên thăm hỏi và trao số tiền 5 triệu đồng hỗ trợ của huyện tới gia đình, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương cần nhanh chóng vận động các đoàn thể, tổ chức trên địa bàn cùng bà con nhân dân chung tay giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng lại nhà ở cho gia đình bị hỏa hoạn. Khối Văn hóa Xã hội huyện Xín Mần vừa tổ chức hội nghị giao ban quý 4 năm 2014. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Thị Hòa chủ trì hội nghị. Trong quý 4 vừa qua, các ngành đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, luôn làm tốt công tác tuyên truyền, củng cố niềm tin của các tầng lớp trong nhân dân. Đối với công tác văn hóa, đã phát huy tốt bản sắc dân tộc cũng như thực hiện các chương trình xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, công tác giáo dục đào tạo đã có bước phát triển toàn diện, duy trì tốt sĩ số học sinh, công tác y tế chăm sóc sức khỏe và giải quyết các chế độ chính sách cho nhân dân luôn được quan tâm. Các hội đặc thù của huyện phát huy tốt vai trò của mình nên đã thu hút được nhiều hội viên tham gia tích cực. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xín Mần Vũ Thị Hòa đánh giá cao những kết quả mà khối văn hóa xã hội của huyện đạt được thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, các trường học trên địa bàn cần làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy chính quyền các xã, đảm bảo duy trì tốt sĩ số học sinh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập trung ở các trường, làm tốt công tác tuyên truyền về quy ước, hương ước, nếp sống văn hóa ở cơ sở, tuyên truyền quảng bá các khu du lịch, những sản phẩm văn hóa truyền thống của huyện, làm tốt công tác khám chữa bệnh, triển khai thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015. Đài truyền thanh truyền hình huyện Quản Bạ vừa tổ chức hội nghị cán bộ công chức viên chức nhằm kiểm điểm đánh giá cán bộ công chức viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao năm 2014, qua đó rút kinh nghiệm, tổ chức triển khai phương hướng công tác nghiệp vụ năm 2015. Trong năm qua, Đài truyền thanh truyền hình huyện Quản Bạ đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn được giao, thu thập và khai thác được 558 tin, 82 bài, trong đó xây dựng 480 chương trình truyền thanh, 96 chuyên mục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gửi phát trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh được 528 tin bài, 12 chuyên trang truyền hình địa phương và 6 chuyên mục tiếng nói cơ sở. Từ tháng 10 năm 2014, biên tập và đưa lên trang thông tin điện tử huyện được 68 tin, 4 bài. Tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh được 2985 giờ, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. Trong năm 2015, đài truyền thanh truyền hình huyện quản bạ tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt công tác tuyên truyền và định hướng tuyên truyền theo đúng chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước thông qua các báo cáo và ý kiến thảo luận đánh giá thực hiện nhiệm vụ và đề ra các biện pháp tổ chức thực hiện không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng các chương trình truyền thanh truyền hình trang địa phương tiếng nói cơ sở phát trên đài phát thanh truyền hình tỉnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh phát triển phong trào thể dục thể thao xây dựng nếp sống văn minh văn hóa đoàn kết xây dựng cơ quan phát triển toàn diện với mục đích mở rộng dân chủ, nêu cao trách nhiệm của cán bộ công chức và người lao động, thủ trưởng cơ quan và ban chấp hành công đoàn Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Quản Bạ đã ký cam kết trách nhiệm nhiệm vụ năm 2015 và phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ công chức viên chức đơn vị. Với chủ điểm mừng đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới, ngày 9 tháng 2, hơn 400 em học sinh và giáo viên trường trung học cơ sở thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê đã trang trọng tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ với nhiều nội dung phong phú và ý nghĩa. Mở đầu là các tiết mục văn nghệ ca ngợi đảng Bắc Hồ và truyền thống của đội, tiếp đến là tiểu phẩm tuyên truyền luật an toàn giao thông học đường, cả nhà đi ăn cưới. Bên cạnh việc giúp cho học sinh hiểu được khi tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm việc đội mũ bảo hiểm, không được chở quá 3 người và không được điều khiển phương tiện giao thông trong hơi thở có nồng độ cồn. Đặc biệt trong buổi sinh hoạt dưới cờ lần này, liên đội nhà trường còn phát động chương trình "Bầu ơi thương lấy bí cùng, quyên góp tiền mua áo ấm tặng bạn" được toàn thể giáo viên và các em học sinh trong nhà trường hưởng ứng tham gia. Kết quả góp được trên 1 triệu đồng dùng để mua áo tặng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của nhà trường mừng đảng mừng xuân mừng đất nước đổi mới lên đội trường trung học cơ sở thị trấn yên phú huyện bắc mê phát động phong trào thi đua hai tốt tới một trăm đội viên trong 14 bốn tri đội học sinh trong nhà trường thực hiện tốt năm điều bác hồ dạy luôn nói lời hay và làm việc tốt không vi phạm đạo đức của người đội viên luôn đi học đều đúng giờ học bài và làm bài đầy đủ trước khi lên lớp hưởng ứng phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực 14 tri đội nhà trường tham gia hội thi tìm hiểu luật an toàn giao thông và hội thi chúng em kể chuyện bác hồ Nằm trong các hoạt động nhằm hưởng ứng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vừa qua trường Trung học cơ sở thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên tổ chức hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ năm học 2014-2015. Tham gia hội thi có 15 thí sinh đến từ 15 chi đội, đại diện cho 392 bạn đội viên từ khối 6 đến khối 9 đang học tập tại trường. Các thí sinh phải trải qua hai phần thi là kể chuyện Bác Hồ và phần thi kiến thức. Ngoài ra còn có phần thi dành cho khán giả. Ở phần thi kể chuyện, thí sinh kể theo hình thức độc thoại, có phần mở đầu, ý nghĩa và bài học rút ra từ câu chuyện. Ở phần thi kiến thức, mỗi thí sinh sẽ hái một bông hoa tương ứng với một câu hỏi liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp bác Hồ. Với 15 câu chuyện khác nhau kể về bác bằng những lời kể mộc mạc chân tình, hồn nhiên, các thí sinh đã đem đến hội thi những mẩu chuyện hay kể về cuộc đời và sự nghiệp, về đạo đức và lối sống giản dị của bác Hồ ca ngợi lòng yêu nước, tình thương người, đức tính quý báu gần gũi của bác. Thông qua hội thi chúng em kể chuyện Bác Hồ tại trường Trung học cơ sở thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên nhằm khơi dậy cho các em học sinh tình cảm đối với Bác Hồ kính yêu, thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, tạo môi trường cho đội viên thiếu niên học tập rèn luyện, giúp các em phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, hai giải nhì, hai giải ba các giải khuyến khích và phong trào cho các em học sinh đạt giải trong hội thi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.